Tôi đến từ Nhật, mẹ tôi là người Việt Nam, cho nên là tiếng Việt cũng có thể nói được chút ít. Do quá trình là coi như là tìm hiểu cũng nhiều thông tin ở trên mạng và cũng xem qua YouTube, có biết đến bác sĩ Cường, nên là tôi xem qua cái video thì tôi có cái gì đó tin tưởng. Và thứ hai nữa lại là bệnh viện nữa, cho nên là tôi đến đây để quyết định làm. Lúc đầu tôi cũng rất là lo sợ, không biết có đau hay như nào không, nhưng mà thật là bất ngờ là không có đau gì. Đến bệnh viện phụ sản cơ sở 2 Cẩm Hội thì tôi thấy rất là sạch sẽ này, thoáng mát. Đấy, và bác sĩ, nhân viên bác sĩ y tá đều là nhiệt tình. Vâng, bác sĩ khám làm cho tôi thì tôi thấy bác sĩ là nhẹ nhàng, nhiệt tình, chu đáo. Nếu có duyên thì sẽ gặp lại. Dumbo arigatou gozaimashita.